Dạ em chào chị nhá. Dạ vâng, thì hôm nay chị tới nhờ đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp đỡ vụ việc gì? Dạ, tìm bé chị ơi. Dạ vâng, thì chị cho em xin phép được hỏi chị tên là gì? Dạ, Nguyễn Ngọc Hương. Dạ, chị đến từ đâu? Dạ, thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Dạ vâng, thì con gái của nhà mình tên là gì chị ha? Dạ, Hoàng Thị Diễm My. Dạ, bé bao nhiêu tuổi rồi chị? Dạ, 15 tuổi. Bé 15 tuổi? Dạ. Dạ. À, bé bỏ đi ngày nào chị? Dạ, ngày 14 tháng 9, 2022. Dạ, chị có thể chia sẻ cái sự việc của bé bỏ đi được không ạ? Dạ. Chị nói đi. Dạ, mấy bữa trước là bé nó bỏ đi mấy lần rồi ban đêm. À, cũng có quen cái thằng đó tên là Đỗ Trí ở trên mạng. À, cứ khuyên hoài à, nó con à, con đừng có quen, con dạy gì gì, con này kia nọ, nói nó con biết mà mẹ con cái gì với việc học con á là hàng đầu, con phải biết, con gần đến trụ trường rồi, đã đóng tiền trường vô học rồi mà còn bao nhiêu ngày nữa là con đã đến trường rồi. Dạ con biết rồi mẹ này kia nọ, giờ mua xe đạp điện cho nó cũng âm gì luôn, hớ ha, dán mượn tiền đâu có tiền, làm chưa có tiền, mới mua vừa xe đạp điện cho bé xong rồi là chưa, mới rút lương được trả cho bà ngoại, mới vừa trả xong hồi bữa mới đây 2-3 ngày nay á, đâu có dưới đâu có tiền đâu để mua. Giờ bé mới nói con đi làm ban đêm con vậy, rồi con nó nói dẹt, nói mẹ ơi con đi làm để con trả tiền á, mẹ để mẹ mắc nợ ngược cho bà ngoại, thật bà ngoại chửi đó, rốt cuộc nó nói xạo nó láo, ai ngờ đâu nó đi với thằng đó suốt đêm mấy đêm trời luôn. Giờ cái bữa đó tức quá, con nói tại sao con nói láo mẹ, con nói hết lần này tới lần kia con đi làm, con đi đâu mà con nói cho mẹ nghe chứ, tại sao con điện mẹ điện con không bắt máy. Nó nói con không có, con đi trên đâu, con đi làm thiệt mà mẹ, con đi làm thiệt mà mẹ, nó đi phụ quán cà phê nó nói vậy đó. Dạ chị ơi, cho em hỏi là con gái nhà mình là đang học lớp mấy ha? Dạ học lớp 10. Đang học lớp 10 ạ? Dạ. Là dựa vào đâu mà chị khẳng định là con gái của chị theo bạn trai? Dạ tại vì cái tin nhắn cuối cùng và nó những qua lại giữa cái thằng này với nhau, tại vì hai đứa quen nhau cả tháng rồi. À, con gái của chị và cái cậu đấy quen nhau thì chị có biết được không? Dạ biết, nó về thấy cái thằng này bữa đó nó đi xin đi chơi buổi chiều ở 2 giờ trưa rồi, có nói con kêu người đó vô, dù nam hay nữ mẹ không cần thiết, nhưng mà nó sợ nó không dám cho vô, nó đứng ngoài đầu hẻm. Qua ngày mai thằng đó nó mới kết bạn Messenger và nó nhắn tin cô chào cô có kêu Diễm My á, là con phải vô cô gặp mặt, không được cô nhắn tin hôm nay con xin phép cô cho con quen với Diễm My. Rồi cái em mới nói á, con biết Diễm My chưa đủ tuổi chứ không, mà con có quyền gì về cô, nói con chỉ quen thôi mà cô, con không có làm gì Diễm My đâu, con biết mà Diễm My chưa đủ tuổi là con sẽ đi vô trong con gỡ lịch nữa. Nó còn nói như vậy á. Dạ. Giờ nó nói con á là con Lan làm ở bệnh viện Tù Vũ, con có hai mẹ con hai có nhà, con có hai chị em mà, con có ăn học, con biết cái luật mà cô. Dạ. Là đó là cậu đấy nói chuyện dạ. Với chị trực tiếp với chị hay là không, nhắn tin? Chị đã từng gặp mặt cậu đấy ở ngoài dạ, đời chưa, bao giờ chưa? Dạ chưa bao giờ. Cậu ấy hẹn là ngày bằng đầu ngày để 2 tháng 9. Dạ. Nhưng vừa vô tình mấy đứa bạn nó tới chơi, giờ vô nữa thì mất công giữa hai bên người ta nói với nhau, mình nói thôi mà đâu có hẹn nó đâu, nó tự xuống. Rồi cái giờ con bé thì ra ngoài nó thôi anh về đi bữa khác tới. Giờ cái nó nói thôi vậy cô, con hẹn cô bữa khác để giờ ngày dằm tháng Trung Thu á, con mua bánh Trung Thu xuống con tặng cho cô. Con nói thôi cô không có cần cái sự mà bánh Trung Thu, mà cô cần cái tình không, với cô không có cần cái phải quà cáp gì, cô không có nhận. Dạ đó. Chị cho em hỏi ha, sau khi mà chị biết được rằng là con gái của chị đang dạ. quen một cái cậu đấy dạ. thì chị có về nói gì với con gái không? Dạ có, cũng khuyên nó con biết giữ thân giữ mình, để sao con chưa gì mà con trao đời cho nó người ta rồi người ta sẽ cười chê vô bản mặt con, lỡ có gì con có biết nhà người ta không đó, con giờ người ta có gì á người ta bỏ con, giờ con biết ở đâu mà con kiếm người ta, gia đình người ta, cha mẹ người ta như thế nào. Nó nói con biết mà mẹ, con biết mà, tới chừng ngày cuối cùng luôn á là đã thấy đi đêm hoài là con, em đã nghi ngờ nó không, nguyên một mấy đêm đó là nó không có ngủ, nó muốn đi rồi. Là đi với ai ạ? Đi với thằng Đỗ Trí. À. Ở sớm người ta thấy thằng đó ốm ốm nhỏ nhỏ con, tại vì một lần em gọi qua bên mạng là em thấy nó hớt tóc đinh, ốm nhỏ con đen thù lùi hà. Thế con mới nói là
con đó hả Chí? Nó dạ, con chào cô. À, là ngày lễ 24 tháng 9 á. Là những lần mà bé nhà mình dạ. Đi đêm là đi với cậu đấy. Dạ đúng. Rồi trong cái thời gian bé nhà mình đi đêm thì chị ở đâu và làm gì? Dạ lúc đó bé đi là chưa có về. Em đi làm trên đường chưa có về, em làm công ty bao gian. Về là cũng phải 5 giờ mấy mới về tới nhà. Là chị đi làm ca đêm đó ha? Không, ca ngày. À, ca ngày. Dạ, 5 giờ chiều. 5 giờ chiều chị mới về ha? Dạ. Là lúc chị về nhà thì bé nhà mình đã đi với cậu đấy rồi, đúng không ạ? Dạ. Và đi thì đến khoảng mấy giờ mới về? Không, đi tới sáng ngày mai mới về. Bao nhiêu lần đi như vậy rồi ạ? Dạ, 4-5 lần rồi. Thì 4-5 lần đó rồi đi như vậy thì chị về chị có nói gì với con cái không? Thì cũng khuyên, cũng nói nhỏ nhẹ, nói đàng hoàng, chứ không phải là không nói nó con đi đâu mà nó nói là nó đi làm không à. Nhưng mà em là khẳng định là lại nói là đi với thằng Chí với không ai hết. Nhưng mà trong cái thời điểm đấy bé đang đi học mà sao bé nói đi làm được chị? Lúc đó là nghỉ hè, chưa có đi đến trường học. À, lúc đó là đang trong thời gian nghỉ hè ha? Dạ. Là bé vừa đi học, vừa chuẩn bị trụ trường làm nó nhà trường á, là đi học luôn, là nó trốn đi luôn tới giờ đó. Bữa 14 tháng 9. Dạ, chuẩn bị học giáo dục thường xuyên. Tại nhà trường đang xây á, giờ kêu bé học online đã một tuần. Dạ. Đang xây sửa lại. Dạ là chuẩn bị ngày để đến trường đi học. Dạ. Thì bé mất tích. Dạ. Và chị khẳng định rằng là bé theo cái cậu Chí gì đấy đúng không ạ? Dạ. Là cậu Chí đấy dụ dỗ con gái của nhà mình đi đúng không ạ? Dạ đúng. Thì con gái nhà mình năm nay cũng chỉ mới là 15 tuổi. Dạ đúng. Dạ rồi. Thì chị có lời nào muốn nói với con gái của chị không? Dạ thì cũng kêu bé nó biết đường, biết về, quay về. Với để rồi hả, sau này á, người ta không còn nữa lợi dụng mình nữa thì người ta sẽ bán mình giờ sau. Đâu có biết được, cuộc đời này rất là khổ con à, nói hoài à, con không chịu nghe. Dạ rồi thì... Cầu mong cho bé nó mau quay về để học cho đến cái cấp 3 để lấy cái bằng. Với giờ không có cần phải là bé đi làm, thuê làm mướn gì với người ta. À chị ơi cho em hỏi ha, cái thời gian mà chị đi làm thì chồng của chị ở đâu? Dạ chồng đã mất mấy năm rồi. À dạ, là chồng mất mấy năm rồi ạ? Dạ. Là hiện tại thì chỉ có chị và bé đúng không ạ? Là sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ với bà ngoại. Với bà ngoại. Thì cái lúc thường thường chị đi làm thì bé ở nhà với bà ngoại hay sao ạ? Dạ đúng rồi. Dạ thì khi đi bé vẫn không xin phép bà ngoại. Dạ không, bà ngoại tưởng là đi ăn sáng. À. Bữa đó đi là bận bộ đồ ngủ, bận cái áo khoác vô. Rồi xong rồi á là đạp chiếc xe đạp điện đi. Dùm bà ngoại tưởng là nó đi ăn sáng xong, giờ nó ủa sao mà đi ăn sáng mà giờ này chưa về. Bà đi 9-10 giờ chưa lượn, bà ngoại nói vậy á, tới chừng tới chiều về. Giờ là nó nhắn tin, lúc đó là tin cuối cùng 10 giờ 45 còn trong Zalo. Dạ, cái sự việc này thì chị có báo cơ quan chức năng chưa? Dạ rồi. Dạ. Chị cũng đã đi tìm kiếm nhiều nơi chưa ạ? Dạ không có biết tìm kiếm thì họ không có biết ở đâu tìm, tại thành phố rất là rộng. Dạ rồi trong cái thời gian từ ngày bé đi đến giờ thì chị có liên lạc được với bé không? Dạ không. Gọi điện thì sao ạ? Dạ nhiều khi đổ chuông, nhiều khi phá máy rồi. Đổ chuông là quý khách không liên lạc được. Đổ chuông là bé không có bắt máy luôn ạ? Dạ nhiều khi mấy đứa bạn ở trong công ty á thì đổ chuông mà dạ. Có một bạn kia là ở gần Kinh A đó, bé Hương á, là có nhắn tin hỏi á, ủa nó không có hấp like bé đó mà hỏi á, bé nó hỏi á, ủa Diễm My sao em á, nghe em mà đi không đi học hả, em đi làm mà giờ sao gì, nó giờ em có chồng rồi, em ở với chồng em. À là bé nói vậy ha? Dạ nói với bé Hương á. Dạ tức là Diễm My á ha? Dạ. Là chị My nói là em có chồng rồi, dạ. Em ở với chồng em. Giờ chồng em nuôi em không có gì hết. Mà nó đăng lên tin á, là hai vợ chồng này kia nọ tùm lum hết á. Bao nhiêu người thấy, còn em thì em không có thấy. Là chị My có chụp hình với cái cậu gì á đúng không ạ? Dạ, Đỗ Chí. Cậu Đỗ Chí. Đúng. Úp lên Facebook hay Zalo ạ? Facebook. Facebook nói tin. Là tin trên Facebook nói là có chồng này kia đúng không ạ? Dạ. Ở hai đứa ở trong phòng trọ nữa, quay cái cảnh á. Dạ, quay cảnh ôm hôn nhau đồ này kia tùm lum hết. Dạ. Rồi mấy đứa bạn đồ làm công ty đồ chung á, rồi người ta cũng nói ủa sao con mà chị á hả, dựng con Quy á, trời ơi nó hư quá chừng luôn, nó đăng đồ gì mà tùm lum lên trên bận đồ hở tùm lum á chị ơi. Dạ. Tôi nói ủa sao đâu có thấy đâu, nó thì dĩ nhiên nó hất like chị, giờ chị không thấy, em thấy nè em đưa cho chị coi.
rồi nó nói giờ người mấy đứa bạn nó bình luận vô và nói là giờ nó nói nó có chồng rồi, nó không có về nữa, nó tự làm, nó tự lập, nó tự lo. Dạ chị ơi, thì cho em hỏi ha, trong cái quá trình mà bé ở nhà trước khi lúc bé bỏ đi á, dạ, thì hai mẹ con có cự cãi gì không? Dạ không. Không cự cãi gì ạ? Dạ. Rồi chị có đủ thời gian để quản lý bé không? Có đủ thời gian để chăm sóc rồi mẹ con tâm sự với nhau không? Em thì cũng có thời gian, chiều tối em đi làm về, lúc nào em cũng dành thời gian cho con mình hết á. Em khở là bà ngoại thì cứ cằn nhằn cử nhử. Dạ. Em đã biết cái tính của ngoại già thì hơi vậy chứ không có gì hết. Bà ngoại giờ em mới kêu nó ra quầy quán nước ở quầy cầu sáng chợ. Em hỏi con có ăn gì không mẹ mua cho con, và hai mẹ con cùng ăn và cùng tâm sự, cùng trò chuyện, để giống như mình á, con nói mẹ con ở nhà con có thắc mắc gì thì con phải nói, con phải biết tỏ rẻ ra để cho mẹ biết. Dạ. Còn được mẹ mới chỉ cho con chứ không sao mẹ biết. Nó dạ, con biết mà con đâu có gì đâu mẹ, mẹ yên tâm mẹ đi làm đi. Rồi đó. Có bao giờ bé thổ lộ với chị là bé gặp vấn đề gì khó khăn không? Không. Rồi bé có thổ lộ với chị là bé đã có người yêu gì không? Không luôn. Không luôn ạ. Tại vì vô tình là mới thấy là nó nhắn tin với cái thằng này, mới thấy lạ. Rồi từ đâu mà cái cậu Chí đấy nhắn tin để nói chuyện với chị và xin phép chị? Là từ bữa lên nó xin đi chơi mà kêu nó vô, nó không vô, nó chạy đi ra ngoài lộ. Rồi cái lát hồi chiều tối nó về, 8 giờ mấy nó mới về, là em kêu nó lên nói chuyện. Em nói con đi đâu hồi nãy tới giờ, mẹ không biết người đó là hay sao, mẹ phải cần gặp mặt người đó để mẹ biết cái người đó như thế nào. Dạ. Để mẹ mới biết được, mẹ quan sát, mẹ ngắm được hay không, mẹ mới cho con quen tìm hiểu với nhau, với mẹ đâu có phải là mẹ cấm cản cho con gì. Dạ. Giờ qua ngày mai là chị ta nhắn với người đó là Đỗ Chí mới nhắn tin là xin phép cho con quen với Diễm My nha cô. Dạ, bây giờ chị có lời nào muốn gửi tới cái cậu Đỗ Chí đấy không? Dạ, thì cũng mong cho con biết đường, biết lối thì con kêu Diễm My về, không thì là con đã hiểu là con bao nhiêu cuốn lịch rồi. Cô đã nhắc nhở con bao nhiêu lần mà tới ngày cuối cùng Diễm My đi á là không có liên lạc được, còn nó thì vẫn liên lạc được. Dạ, là đến cái giờ phút này thì chị vẫn khẳng định 100% là con. Dạ. Nhà mình theo cậu Chí đúng không ạ? Dạ đúng. Bao nhiêu người, nó chỉ hất like mình em thôi, còn bao nhiêu người bạn khác nó không hất like nè. Hai đứa nó ôm hôn nhau trong phòng trọ, nó đăng lên bản tin trên Facebook. Dạ thưa quý cô chú anh chị và bà con cô bác cộng đồng mạng, thì vừa rồi là những lời chia sẻ từ người mẹ đi tìm đứa con gái 15 tuổi đang học lớp 10, đi theo bạn trai. Và em quay cái video này lên thì rất mong quý cô chú anh chị, bà con cô bác cộng đồng mạng xem và chia sẻ video rộng rãi, lan tỏa để cho tất cả mọi người cùng xem. Và nếu ai có thấy bé My như trong hình ở đâu thì làm ơn liên hệ với số điện thoại của mẹ của bé. Là chị đọc số điện thoại của chị đi. 0933178250. Tập sở đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải 0913785858. Dạ, rất mong quý cô chú anh chị liên hệ về số điện thoại, hai số điện thoại vừa rồi để giúp cho bé nhanh chóng trở về đoàn tụ cùng với mẹ. Thì vốn dĩ là chị đây đi tìm con thì như chị đã chia sẻ thì chồng chị cũng đã mất rồi. Chị phải một mình đi làm vất vả, vừa lo cho mẹ già vừa lo cho con ăn học. Thì đến giờ phút này đây thì chị rất là đau buồn khi mà đứa con gái của chị mới chỉ có 15 tuổi, mới chỉ có 15 tuổi đã bỏ nhà đi theo tiếng gọi của tình yêu, khi mà tuổi của bé rất còn nhỏ, bé vẫn chưa hiểu hết được ở ngoài đường đời còn nhiều cái va vấp và cạm bẫy chờ sẵn. Thì những gì vừa rồi của chị tới nhờ đội sĩ Nguyễn Thanh Hải thì đội sĩ Nguyễn Thanh Hải tiếp nhận sự việc và sẽ cố gắng hết sức để tìm kiếm con gái của chị về ha. Dạ. Thì chị cũng bình tĩnh nha, nhưng mà em cũng góp ý ha, góp ý cho chị ha. Khi mà tìm được bé về rồi thì mình nên quan tâm bé nhiều hơn. Dạ. Mẹ con tâm sự với nhau và mình kiểm soát được của bé nha. Mình cũng đừng có la dày gì bé chị ha, bởi vì bé nó cũng tuổi còn rất nhỏ.
cũng chưa được, chưa hiểu hết được á chị, cũng chưa ý thức hết được, nên mình phải phân tích và mình phải tâm sự, nói chuyện nhỏ nhẹ để cho con nó hiểu hơn ha. Chị ha, thì một lần nữa thì đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải chân thành cảm ơn tới quý cô chú anh chị, bà con, cô bác, cộng đồng mạng đã luôn đồng hành sát cánh với đội trong suốt thời gian qua. Dạ vâng, thì cũng chân thành cảm ơn và hẹn quý cô chú anh chị, bà con, cô bác, cộng đồng mạng ở những video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại cô chú anh chị những video tiếp theo.